Thank you.
cơm cơ. Đẹp. Lại được chứ nó thì anh ấy ra đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng lấy về luôn nữa. Hay chị bán mấy cân bao nhiêu? 35.000. Đập thế. Thuốc mà. Hay lấy 35.000 nữa. Về thôi cô cũng không được mất. Vừa đủ rồi chị ạ. May quá.
vài xuống thôi. Yeah.
đang trên mặt thế nào. Đặt vào đây đi. Đây. Ok. Đây. Không ăn đâu. Dô nhau chứ. Nào, con cầm cái này. Con dô, đây. Không, đây. Thank you.
quả này đó. Mèo nói. Giữ cầm tắc nha. Lấy cầm đi. Cầm cả.
Cầm chắc à? Cầm vào. Cầm nha, cầm chắc nha. Thì con không đi trước. Miếng đó, miếng đó. Thank you.
Thank you.
cơm. Để mẹ cơm lấy con nhé. Con được ít cơm. Ăn đâu không? Thôi. Hết. Bà ơi, quả này, bà này, bà gọi mẹ đấy rồi.
Dạ. Đây đây, về đây mẹ chỉ cho. Đây này chỉ cho. Yeah.
Thank you.
tiền lẻ được. Con chó có tiền lẻ không? Có tiền lẻ. Bye.
quả bé không ấy nữa. Quả bé tí. Quả bé tí nữa. Ui. Quả bé không lấy nữa nha. Quả to này. Rồi, quả bên này, lấy sang bên này. Mẹ ơi. Mẹ quá. Quả này. Quả này mẹ lấy được. Mẹ ơi, đi cho con ơi. Con thôi đi. Giảm lắm nha con á. Con đi rồi. Ê, mẹ ơi, đi cho con ơi. Đi thử đây làm gì. Ủa, cầm này bé không ấy nữa. Rồi, bỏ vào đây đi. Rồi, hết rồi. Thank you.
đi được.
Nồ mẹ nhá. Ừ. Да, thank you.
ra ngoài nhấc cái ghế ra ngoài.
nó muốn ngon thế. Ngon nhé, ha nhé. Mấy tiền? 15. Đau chưa? Thank you.
Con lên cái này, con dùng đũa kìa. Đấy, ăn luôn. Đây đấy, đây đấy.
cơm cho con nào, con bác này. Cơm thìa nhá. Cơm thìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.